Sáng nay tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Thein Sein đang có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Liên bang Myanmar do Tổng thống Thein Sein dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Myanmar. Tổng thống Thein Sein bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Tổng thống Myanmar. Mục đích của chuyến thăm này là củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam. Tổng thống Myanmar đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết quả của hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cuộc hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, hai bên đã nhất trí trao đổi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tổng thống Thein Sein khẳng định Myanmar sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư tại Myanmar. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Myanmar. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Quốc hội Myanmar trên các lĩnh vực song phương và đa phương. Nhân dịp này, qua Tổng thống Thein Sein, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Myanmar, bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước sẽ sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị để hai bên trao đổi kinh nghiệm hợp tác nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước.